Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 100.000 10.000 đồng token Superrot Exchange. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 1 tỷ nhá. Đã có 1.290 tài khoản holder, đã phát sinh 3.555 lượt giao dịch nha. Rồi ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net, link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả của video nha. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước dẫn chân nó ra cho mình. Bước 1, các bạn sẽ xác quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc phía trước wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví cho mình. Ký hiệu SPG. Tập phần là 9 nhé. Xin lỗi mình cảm cúm. Nhấp tiếp theo, nhấp thêm tập phần. Sau khi đã thêm được địa chỉ tập phần vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net, truy cập vào bước 2 để nhận tập phần. Rồi, sau khi đã vào được giao diện chính, các bạn kéo xuống phần bên dưới này. Các bạn để nhấp vào đây nhé, nhập vào web anh claim.net này. Nó có cái nút ví, các bạn nhấp tiếp theo và kết nối. Rồi, có lỗi khi ra, chờ một tí mình quay lại mình claim sau nha. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi giúp mình nhé. Sai claim.net trên đất để cập nhật những dự án miễn phí truyền bình mạng 3 lần sử dụng trên nha. Và ngoài ra các cột bên cánh tay phải đây là những cái dự án đặc biệt sắp kết thúc, các bạn có thể vào đây nhấp nhấp một nút nhận token, nó sẽ mở ra cái link website mới để các bạn claim nha. Rồi chương trình Adobe này nó sẽ kết thúc vào ngày 20 giờ này. Các bạn nếu mà các bạn chưa claim thì hãy tranh thủ được claim nha, nó hết hội. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch 3 lần, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trong đời nhé. Hay là trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình quay lại mình claim lại nha. Giá là 0.00528 BTC, các bạn giúp xác nhận cho mình. Rồi, sau đây được xử lý. Và các bạn nhớ có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất khi mình sẽ update lên YouTube nha. Một số thông tin đối với những người chỉ những AirDrop là những cái dự án Calam mình đi trước, các bạn đi trước. Trong đó nó có sẽ có một số rủi ro như là 5-10% là những cái tụt giá và tụt giá của token, và những cái website, một số sự website sẽ có trường hợp từ scam xảy ra nhé. Nhưng đại đa số nếu mà các bạn có thể hold và tích trữ lâu dài thì sẽ có thể ít nhiều từng tần tài khoản được sau. Ở đây mình đã chia ra rất nhiều ví và có đang đến rằng vài trăm đến hàng vài ngàn token trên mỗi ví nhé. Rồi mình hướng dẫn các bạn cách thì claim nhận được 10.000 đồng token Superrot Exchange, thì các bạn có thể giúp mình nhấn nút đăng ký kênh và nút like nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.